Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em những cái phụ kiện này em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì anh em quan sát trên màn hình đây. Đấy, trước tiên thì em sẽ giới thiệu về cái phần bịt cựa trước nhé. Những cái sản phẩm bịt cựa trước thì đây là một cái bịt cựa của Thái Lan này. Đấy, bịt cựa của Thái Lan. Em sẽ bỏ ra, đây cái vỏ bên ngoài của nó nhé. Hàng này thì là hàng cao cấp nhất. Đấy, em thì kinh doanh thì anh em cũng đã biết rồi, ở rất là nhiều những video em giới thiệu rồi. Em thì cũng là thích là người chơi, cũng thích là hàng đẹp nên em nhập về toàn hàng đẹp thôi nhá. Đây là vài cái bịt cựa của Thái Lan, hàng cao cấp nhất. Em sẽ bỏ một cái ra giới thiệu cho anh em. Đấy, em sẽ bỏ hẳn bên trong ra. Thì ở đây cái này nếu mà khi mà anh em mua nhá thì anh em phải mua hai đôi. Đây chỉ một đôi này nó chỉ bịt được một con thôi. Đấy, anh em vần hai con thì anh em phải mua hai đôi nhá. Ở đây nó có dây này. Đấy, anh em chỉ được đây em sẽ bỏ cái dây chun này ra. Khi anh em mua là nhớ là phải mua hai đôi nhé. Ông về lại bảo là có một đôi này thì bịt kiểu gì. Đấy, ở đây thì nó có thiết kế đây. Đấy, cái phần da này là da cao cấp nhé, để đảm bảo cho anh em mà sử dụng nó rất là bền. Đấy, không bao giờ bị bong được cái phần da này ra. Đấy, đây phần đút cựa vào này thì anh em chỉ việc quấn vào chân. Ở đây nó có cái dây chun rồi anh em vòng. Đấy, vòng thắt như này. Anh em đã chơi rồi thì anh em đã biết rồi, em chỉ giới thiệu qua thôi. Đấy, vòng thì thắt như này thì phần cựa này thì để đảm bảo cho anh em là khi mà nó chẳng hạn như anh em vần ấy, vần ở nhà sơ hơi hoặc là vần thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần mắt của mình. Đấy, phần mắt của con gà, em xin lỗi là phần mắt của con gà nhé, không lại bảo mắt của mình thì chết. Đấy, thì khi mà nó ốp vào thì đảm bảo là cái này nó rất là mềm, nó sẽ không bao giờ dẫn đến con gà của mình nó bị mù được. Đấy, nó tránh cái tình trạng là con gà của mình bị mù nhé. Thế là về cái phần sản phẩm đầu tiên là cái bịt cựa của Thái Lan. Còn về cái sản phẩm cũng là bịt cựa của Thái Lan nhưng mà nó dạng là cao su, dạng chun như này nhé. Chun như này thì anh em phải thiết kế về thiết kế là dây anh em buộc. Đấy, cái phần này cũng đảm bảo cho anh em là rất là mềm. Đấy, khi nó ốp vào như này thì nó sẽ không bao giờ bị mù được con gà của mình. Đấy. Đây, phần cũng bịt cựa của Thái Lan nhé, nhưng nó bằng cao su. Đấy, anh em thích cái loại nào, loại này thì rẻ tiền hơn này, cái loại này là hàng cao cấp này. Đấy, đấy là về hai cái loại bịt cựa. Còn về cái phần bịt mỏ để anh em phục vụ cho anh em vần hơi nhé. Cái bịt mỏ này giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy, chỉ có 10.000 đồng một đô như này thôi, cũng da là da cao cấp, da bò cao cấp nhé. Đấy, để đảm bảo cho anh em là sử dụng cũng rất là bền. Về cái này những nói chung là những cái phụ kiện anh em mua một lần là sử dụng cả đời thôi. Đấy, phụ kiện gà này thì mua một lần là sử dụng cả đời. Còn về cái sản phẩm tiếp theo là cái máng ăn và máng uống nhé. Đấy, máng uống này thì là máng uống tự động này, thì anh em về chuẩn bị cho mình là một cái chai. Đấy, đảm bảo cho anh em là vệ sinh, là một là vệ sinh dễ này, hai là khi mà anh em đi xa ấy, thì anh em sử dụng cái này rất là tiện lợi. Đấy, tại vì là một cái chai thì anh em chuẩn bị một cái chai một lít ấy, hoặc lít rưỡi thì có thể uống được vài ngày một nhé. Và nó sẽ tránh được cái tình trạng là nó bám cái cát vào đây. Đấy, cát vào đây thì anh em chỉ việc rửa qua này và đổ đi thì vẫn cái chai nước đấy. Đảm bảo cho anh em là nếu mà khi mà con gà của mình mà nó ăn bẩn quá ấy, thì nó sẽ bị lấm họng hoặc là bị ảnh hưởng cái bệnh đường ruột, thì anh em sử dụng cái này thì dọn vệ sinh là rất là dễ này. Đấy, dọn là vệ sinh dễ và nó sẽ sạch sẽ. Đấy là về cái máng uống nhé. Còn đây là gáo ăn cao su. Gáo ăn này thì là loại dẻo nhé, loại dẻo để đảm bảo cho anh em là khi mà mình ngâm thóc ra ấy, nó ăn không bao giờ bị mủn ra, nên cao su loại đẹp. Đấy, gáo ăn cao su ra. Đấy, đấy là về cái sản phẩm gáo ăn và gáo uống nhé. Còn về sản phẩm tiếp theo là cái đây, cái tạ chân. Cái tạ chân này phục vụ cho anh em tập lực, thì khi mà anh em tập ấy, thì con gà tơ thì em cũng chia sẻ cho anh em một chút là khi mà con gà tơ thì anh em có thể là tập khoảng tầm 1 tiếng buổi sáng. Đấy, tập 1 tiếng buổi sáng hoặc 1 tiếng buổi chiều nhé. Còn nếu mà khi mà gà chiến rồi, gà cứng tuổi rồi, đẫy năm rồi thì anh em có thể là cho nó chạy cả ngày. Đấy, đảm bảo cho anh em là nó rất là tốt, khi mà mình tập lực thì nó sẽ tăng được cái cơ gối và cơ đùi nhé. Đây là vài cái tạ tập lực. Đấy là vài cái sản phẩm tạ tập lực nhé. Đấy, đấy là vài những sản phẩm. Còn đây là cái giỏ mây này. Cái giỏ mây này thì cũng rất là nhiều những video cũng giới thiệu rồi. Cái giỏ mây này thì hàng đẹp, đấy, hàng cao cấp nhất. Đây nó có cái tay sách này, đấy, tay sách đây nhá, tay sách này và cái móc gài, cái móc gài ở đây nhá, đảm bảo cho anh em mà sử dụng. Đây là những phụ kiện nhỏ thôi, còn nhà em cung cấp tất cả những phụ kiện khác nhá, đấy, từ những cái lồng chạy, lồng lưới, rồi lồng chạy lan, rồi lồng ghép, rồi tất cả đây, kể cả như là cỏ nhân tạo này thì nhà em đều cung cấp. Nếu mà anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên nhé. Hoặc là anh em có thể là để lại cái số điện thoại ở phần dưới bình luận ấy. Nhưng mà nói chung là nếu mà để mà tiện nhất thì anh em cứ gọi điện trực tiếp thì
bên em sẽ tư vấn cho. Đấy, nhà em thì ship hàng toàn quốc nhé, giao hàng đến tận nhà, và khi nhận hàng thì anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng cái sản phẩm như video em giới thiệu đây thì anh em phải thanh toán. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy, em xin giới thiệu thêm là cái đây, cái bịt cửa này thì ở đằng sau nó đã làm mô tả cho anh em rồi, in một cái hình mô tả cho anh em về cứ làm theo như này là ok nhé. Đấy, thì cái bây giờ là cái thời đại hiện đại rồi, đấy, anh em không phải đi đâu nữa, cứ ở nhà xem video của em và em sẽ gửi hàng đến tận nơi. Khi mà nhận hàng thì anh em vẫn là được kiểm tra hàng nhé, nó vẫn là đi mua thực tế thôi, anh em không phải mất thời gian nữa. Đấy, đấy là và em muốn mở ra cái show bán hàng online. Còn nếu mà chẳng hạn như anh em mà nhà ở gần thì có thể là đến anh em giao lưu. Đấy, nhà em thì cũng nuôi rất là nhiều, đấy, thì anh em có thể là đến nhà nuôi, anh em ngồi uống nước chè giao lưu với nhau, hoặc là về mua những phụ kiện này thì anh em đến tận nhà xem thì nó dễ hơn. Còn nếu anh em ở xa thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện nhé, đấy, gần thì khoảng 1-2 hôm, còn là xa thì khoảng 3-4 hôm là anh em nhận được hàng thôi. Đấy là về những cái phương thức bán hàng nhà em. Là bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.